cứ việc 4 ngày đêm bạo lửa. Cuộc tấn công tái chiếm cửa Việt, Quảng Trị vào cuối tháng Giêng năm 1973 đã trở thành một đề tài sôi nổi khi liên tục xuất hiện nhiều bài viết, hồi ký từ những tướng lãnh là nhân chứng trực tiếp trải qua. Trong ngữ cảnh, Hiệp định Paris được ký kết một cách miễn cưỡng. Nhiều người nhìn nhận sự kiện này như là một bản án tử hình được định sẵn cho miền Nam Việt Nam. Nội dung này được chúng tôi soạn thảo vào 37 năm sau chiến tranh. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ theo thời gian. Hận thù kể từ khói lửa của cuộc chiến quốc cộng chưa bao giờ là nguôi ngoai. Sau ngày định mệnh, trước sự suy vong của vận nước, lịch sử và chiến sử đã được ghi chép theo thiên hướng huyền sử phi thực tế. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi lại một cách trung thực những sự kiện đã xảy ra trong trận cửa Việt với tư cách là người trực tiếp tham gia trận chiến. Rất mong quý vị khán thính giả có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh của trận đánh này. Nhận lệnh. Khoảng 11 giờ trưa ngày 25 tháng 1 năm 1973, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 và Quân khu 1 đã tới thăm Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy lục chiến tại quận Hương Điền, Thừa Thiên. Thiếu tướng Bùi Thế Lăng, Tư lệnh Sư đoàn Thủy lục chiến đã tiếp ông tại phòng riêng. Tôi được mời lên để gặp tướng Lăng sau khoảng 15 phút. Điều hiếm khi xảy ra khi có quan khách tới thăm, chắc phải có điều gì gấp gáp lắm. Tướng Lăng ngồi đối diện với tướng trưởng, một tấm bản đồ có vẽ ranh giới khu vực trách nhiệm hành quân của sư đoàn thủy lục chiến được trải sẵn trên chiếc bàn đặt ở giữa. Tướng Lăng cho biết là sư đoàn thủy lục chiến sẽ tổ chức cuộc tấn công lên cửa Việt bằng hai cánh quân. Cánh bên phải làm nỗ lực chánh gồm hai tiểu đoàn thủy lục chiến và thiết đoàn 20 do tôi chỉ huy, tiến dọc theo các xóm làng bên bờ biển và sẽ chiếm được cửa Việt trước 8 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973, thời điểm hiệp định ngừng bắn Ba Lê bắt đầu có hiệu lực. Cánh quân bên trái làm nỗ lực phụ gồm một tiểu đoàn thủy lục chiến và thiết đoàn 18 do lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến chỉ huy. Họ sẽ tiến dọc theo hương lộ 603 lên hướng Bắc để yểm trợ bên sườn trái cho nỗ lực chính. Sắp xếp pháo binh để có hỏa lực đủ mạnh yểm trợ trực tiếp cho nỗ lực chính. Tuyệt đối giữ bí mật cuộc hành quân này. Tôi cũng đang ở trong tâm trạng vừa lo lắng, vừa mừng thầm, mong rằng quê hương sẽ mau tàn chinh chiến. Cho dù qua bao kinh nghiệm quá khứ, ta khó có thể tin vào thiện chí của Cộng sản Bắc Việt. Tình hình chung, sau cuộc phản công tái chiếm tỉnh Quảng Trị, quân đoàn 1 đã đẩy lùi nhiều sư đoàn Cộng sản Bắc Việt về bên kia sông Thạch Hãn. Sư đoàn Dù mở rộng khu vực kiểm soát vào các căn cứ Barbara và Annie dưới áp lực của sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt. Tuyến phòng thủ của thủy lục chiến từ cầu sắt Quảng Trị tới thôn Bích La Đông rồi dọc theo phía đông sông Vĩnh Định. Sau đó là chạy dài ra tới Biển Đông tại làng Bình An. Nó còn được gọi là tuyến vàng do quân đoàn 1 ấn định trong giai đoạn tái chiếm Quảng Trị. Đối diện với tuyến phòng thủ này là sư đoàn 320 của Bắc Việt và trung đoàn 101 của sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt. Tài liệu thu được từ tù binh và hội chánh viên cho thấy quân đội Cộng sản đặt một kỳ vọng lớn vào hiệp định ngừng bắn tại Ba Lê để tiến tới công cuộc mà họ gọi là giải phóng miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã và đang đáp trả bằng các cuộc hành quân để chiếm lại các vị trí và cố thủ những phần đất còn đang nắm giữ trong tay. Sau khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, Cộng sản Bắc Việt vẫn còn giữ được Đông Hà và đất ở phía nam sông cửa Việt. Cuộc hành quân cửa Việt được tổ chức nhằm chiếm vị trí thuận lợi có thể quan sát sự đi lại thuyền bè của Cộng sản Bắc Việt ra vào Đông Hà, ngăn chặn mọi nguồn tiếp liệu từ miền Bắc chuyển vào nuôi dưỡng các sư đoàn Bắc Việt đang trú đóng phía dưới vị tuyến. Cửa Việt là cửa khẩu chiến lược của Cộng sản. Họ chuyển vận tiếp liệu qua tàu đến Đông Hà, sau đó phân phối cho các đơn vị hành quân phía Nam và phía Bắc sông Đông Hà, Miếu Giang. Hải vụ thường diễn ra vào ban đêm để tránh sự quan sát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sông Miếu Giang còn kết nối với quốc lộ 9
thuận lợi cho quân Cộng sản chuyển hàng qua ngã Hạ Lào bằng đường bộ, rồi nhập vào hệ thống với đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp tục đi vào miền Đông Nam Phần. Với nhiệm vụ, trước 8 giờ ngày 28 tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Tango phải thành công chiếm được cửa Việt. Thanh Văn nhị thức bộ binh chiến xa làm nỗ lực phụ bảo vệ an ninh sườn trái cho đặc nhiệm Tango. Về tổ chức của lực lượng đặc nhiệm Tango và lữ đoàn 147 thủy lục chiến, gồm có Bộ Tư lệnh Tango do Đại tá Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh Phó thủy lục chiến đảm nhận vị trí Tư lệnh, Trung tá Nguyễn Văn Tá, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 20 kiêm cố vấn chuyên môn, Trung tá Đỗ Đình Vượng làm tham mưu trưởng, Trung tá Trần Thiện Nghiệu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 pháo binh thủy lục chiến, được pháo đội A-155 ly thuộc Tiểu đoàn 44 tăng cường hỏa lực. Ngoài ra, còn có các tiểu đoàn thủy lục chiến, toán không hải yểm thuộc đề thấp hàm đội, toán biệt đội kỹ thuật, toán quân cảnh và lực lượng trừ bị. Bộ chỉ huy lữ đoàn 147 gồm có Đại tá Nguyễn Năng Bảo, lữ đoàn trưởng, Trung tá Phan Văn Sĩ, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 18 kiêm cố vấn chuyên môn, Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tham mưu trưởng lữ đoàn, Trung tá Đặng Bá Đạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 pháo binh thủy lục chiến, được pháo đội B-155 ly tăng cường hỏa lực. Ngoài ra, còn có đại đội viễn thám và các đơn vị yểm trợ chuyên môn như tiểu đoàn 5 thủy lục chiến, các đơn vị thiết kỵ chiến xa, thiết vận xa. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, vì thời tiết sương mù hạn chế tầm nhìn nên giờ vượt tuyến bị trễ 20 phút. Lúc 7 giờ kém 10, ngày 27 tháng 1 năm 1973, khoảng 100 chiến xa và thiết vận xa của cả hai lực lượng chánh và phụ cùng gần 600 chiến sĩ thủy lục chiến vượt tuyến xuất phát, hướng về mục tiêu phía trước. Không bao lâu thì chiến trận bắt đầu, tạo ra tiếng súng đồng loạt trên toàn tuyến, làm cho đối phương không thể xác định được hướng tấn công chánh. Bên nỗ lực chánh, pháo binh di chuyển tác xạ về phía sau, các vị trí tiên đồn địch. Địch bị tấn công bất ngờ phải rút lui. Đoàn chiến xa và thiết kỵ cánh A yểm trợ nhau tiến quân về mục tiêu A, làng Thanh Hội. Dưới sự bao phủ của hỏa lực súng cối, hỏa tiễn chống chiến xa và pháo binh cộng sản, khoảng 11 giờ, Bộ Chỉ huy Hỗn hợp Cánh A báo cáo đã thành công chiếm làng Thanh Hội và tiếp tục tiến về mục tiêu B là làng Vĩnh Hòa 1. Bên nỗ lực phụ, cánh B của tiểu đoàn 5 tại khu vực Long Quang đang gặp khó khăn và không thể tiến nhanh hơn. Do hỏa lực từ trung đoàn 48 của sư đoàn 320 Bắc Việt quá mạnh mẽ, họ bị cầm chân cho tới khi quá giữa trưa và ở thế yếu so với Bắc Việt. Kế hoạch chiếm mục tiêu C bị hủy bỏ do tình hình chiến sự không thấy khả quan, và nhiệm vụ khẩn cấp là phải có mặt tại cửa Việt trước 8 giờ sáng ngày 28. Rạng sáng ngày 28 tháng 1, suốt nhiều giờ đồng hồ khó khăn, lực lượng xung kích bao gồm chi đoàn 1 của chiến đoàn 20 và chi đoàn 2 thuộc thiết đoàn 17 đã tới cửa Việt lúc 6 giờ 30 phút. Lực lượng Bắc Việt vì bất ngờ nên vừa nổ súng vừa rút lui về căn cứ. Vài chiếc T-54 và BT-76 từ rừng Dương xông ra yểm trợ thì bị chiến xa của Việt Nam Cộng Hòa bắn hạ. Lúc 7 giờ 52 phút, thiếu tá Tiền báo tin rằng toán tiên phong của thủy lục chiến đã cắm cờ tại cổng căn cứ hải quân cửa Việt. Có thể coi đây là giây phút lịch sử của lực lượng đặc nhiệm Tango, vì họ đã chiến đấu hết sức mình và không coi thường hỏa lực của đối phương. Theo cuốn sách có tựa đề Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng của Võ Nguyên Giáp, trang 58 và 59 có chép như sau. Tôi xin để nguyên văn. Vào đêm 27 tháng 1 năm 1973, quân đội Bù Nhìn đã trắng trợn tác xạ vào các vị trí binh sĩ ta tại cửa Việt, Quảng Trị bằng tất cả pháo trên bộ và ngoài chiến hạm. Lợi dụng pháo binh bắn phá, chúng sử dụng 200 chiến xa cùng xe bọc thép và lữ đoàn 147 lính thủy đánh bộ từ Gia Đặng, Mỹ Thủy lên chiếm hải cảng. Chỉ trong một đêm duy nhất, chúng đã chiếm được khu vực mà chúng không thể chiếm trong nhiều tháng trước đây. Khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 1, tức là sau khi Hiệp định Ba Lê có hiệu lực, Cộng sản Bắc Việt đã tiến hành pháo kích nhưng bị đẩy lui nhanh chóng. Như vậy, hòa bình chỉ vỏn vẹn hơn nửa ngày trên cửa Việt. Ngày 30 tháng 1, quân đội Bắc Việt phản công Bắc Thành do nổ súng không đồng loạt.
theo cuốn Sư đoàn 320B do Trung tướng Bắc Việt Nguyễn Huân chỉ đạo nội dung, thì quân đội của họ hiện diện 6 trung đoàn trong vùng chiến, thêm các thành phần chiến xa của trung đoàn 202 và lữ đoàn 203 cùng các trung đoàn trừ bị. Cuộc hành quân coi như kết thúc vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 1, khi nguồn tiếp tế lương thực đạn dược của Việt Nam Cộng Hòa bị chặn đứng. Quân đội Bắc Việt bao vây cả ba mặt và có ý đồ cắt đứt đường lui quân của hai đại đội thuộc tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Các chiến xa Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh chóng đẩy lùi quân Cộng sản, mở đường máu và lui về đơn vị để kiểm lại quân số và chiến cục. Quân đội Bắc Việt đã thành công kiểm soát hầu hết khu vực từ cảng cửa Việt tới Vĩnh Hòa. Thống kê thiệt hại giữa Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Bắc Việt được ước lượng như sau. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, ở lực lượng chánh, về nhân mạng tử thương là 160 người, mất tích 65 người. Sau này xác nhận là một số trong đó bị Bắc Việt bắt được. Về chiến cụ, có 6 chiếc M48 chiến xa bị phá hủy, 18 chiếc khác là thiết vạn xa M113 hư hỏng do pháo kích. Về chiến cụ, chiến xa 6 chiếc M48, 18 chiếc M113 hư hỏng do pháo kích hoặc AT3, số còn lại bị bỏ lại ở chiến trường. Vỏ khí cá nhân hơn 100 khẩu. Ở cánh lực lượng phụ, tức tiểu đoàn 5 thủy binh lục chiến, với mức tử thương là 31 người. Về phía Bắc Việt có 200 người tử thương, dựa trên số xác đếm được tại chiến trường. Bị bắt là 45 người, trong đó có 7 nữ du kích có võ trang. Về chiến cụ, vỏ khí cá nhân là trên 150 khẩu, 10 chiếc T-34 và T-54 cùng với BT-76 bị phá hủy. Cuộc hành quân này diễn ra với nhiều thiếu sót và hạn chế, đặc biệt là sự vắng bóng của không lực Việt Nam Cộng Hòa trên bầu trời đã cho phép Cộng sản Bắc Việt ngang nhiên dùng pha chiến quân và chiến xa để tăng cường lực lượng. Cuộc triệt thoái diễn ra gấp rút và thiếu sự phối hợp chặt chẽ đã tạo ra nhiều bất cập về chiến thuật và sanh mạng. Có 65 chiến sĩ đã anh dũng ở lại chiến trường, chiến đấu cho tới lúc hết đạn và bị bắt. Chỉ đơn giản vì cuộc rút lui quá gấp gáp của đồng đội. Với bài viết muộn màng này, tôi xin nghiêng mình tưởng niệm những người đã nằm xuống trong trận cửa Việt. Cho dù có những phê phán, nhận xét về kết quả trận đánh, nhưng trận cửa Việt vẫn là một khúc ca bất tận của những chiến sĩ mũ xanh, kỵ binh và thiết kỵ anh hùng bên bờ nam sông cửa Việt trong 4 ngày khói lửa ấy.